chú gấu bông đầy kỷ niệm của Nobita có thể bạn chưa biết. Trong bộ Doraemon Stand By Me phần 2, khi đang cất đồ, Nobita vô tình nhìn thấy chú gấu bông đã cũ nhưng rất dễ thương. Đó là vật kỷ niệm của Nobita với bà. Nobita mở lại cuốn nhật ký, nhớ về những cái ngày bên cạnh bà, người dỗ dành Nobita những lúc cậu buồn, người bảo vệ Nobita mỗi lúc cậu gặp những điều xấu. Rồi đột nhiên Nobita bật khóc nức nở vì mình đã từng trách mắng làm cho bà buồn. Cậu sử dụng cỗ máy thời gian quay về quá khứ để gặp bà, để rồi bà nói rằng chỉ cần thấy Nobita học tập ngoan ngoãn, tung tăng trên con đường đi học một cách vui vẻ mỗi ngày, như vậy là bà vui rồi. Có lẽ Nobita sẽ nhớ mãi về người bà thân thương của mình.